con này là đeo trên tay, lắp cái này, lắp tay một ngày, lắp này đây một ngày mình đeo, mà đeo lên tay không lắp đó, thì nó một ngày sau là nó chết. Đấy, và tình trạng cái này thế. Hai nữa là tôi muốn làm lại son nhất chống nước tầm cái máy này. Thế thì rửa tay đi mưa nó có gì thì chi phí lại như thế là hết bao tiền bao cho mình. Vâng. Sai con này là 38.